Thưa quý vị, sau khi Thông tấn xã Việt Nam có bài phản ánh Phú Yên, doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm quy định về khai thác cát, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát tại thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hình vẫn có nhiều hành vi gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã kiến nghị chưa bổ sung phương pháp khai thác cát cho doanh nghiệp. Mỏ cát tại thôn Hà Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xây dựng Hồng Nguyên, gọi tắt là công ty Hồng Nguyên. Trong tháng 3 năm 2021, công ty đã tự ý đưa một xà lan có băng chuyền, gắn các thiết bị khai thác khoáng sản và một xà lan hút cát vào trong phạm vi khu mỏ. Với hành vi này, công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng. Ngày 17 tháng 5, doanh nghiệp này tiếp tục bị xử phạt với số tiền 50 triệu đồng, lý do là có vị trí khai thác vượt phạm vi được phê duyệt. Bị xử phạt như vậy, nhưng trong tối 17 tháng 5, công ty Hồng Nguyên tiếp tục hoạt động khai thác cát ngoài phạm vi cho phép, bị quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương phát hiện xử lý. Khi mà được báo đưa vào vấn đề sai phạm công ty Hồng Nguyên thì tối đêm 17 tháng 5 thì công ty có tổ chức có những sử dụng một cái máy múc và một cái xe tải vào vị trí cho phép. Thì đã được cũng như bà con nhân báo thì chúng tôi cũng đã đến kiểm tra và lập biên bản vấn đề này. Đã như thế thì công ty Hồng Nguyên thì cũng không có chấp hành theo quy định của địa phương, cũng làm khó khăn cho địa phương trong công tác giám sát và kiểm tra cái bãi cát hàng ngày. Bên cạnh đó, việc công ty Hồng Nguyên vẫn đặt các thiết bị xà lan, máy bơm hút chưa được phép và đã bị xử phạt gần khu vực mỏ cát cũng gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc doanh nghiệp chưa đưa các thiết bị vi phạm ra khỏi địa phận thôn Hà Giang, xã Sơn Giang vì còn nấn ná để chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét cấp phép hoạt động. Qua trao đổi thì đơn vị doanh nghiệp người ta cũng kiến nghị là cho phép họ chờ một tí, là đối với cái trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái việc cho phép hay không cho phép là cái việc sử dụng. Công tác quản lý ở đây thì nó cũng có những cái khó, rất khó khăn. Đối với cái mỏ cát ở Sơn Giang nói riêng và các cái mỏ cát ở huyện Sông Hình nói chung, khi cấp phép thì chúng ta có ranh có thửa, có mốc rất đàng hoàng. Nhưng mà thực ra thì trong một cái khu khoáng sản như thế thì nó rất nhiều những cái nguồn tài nguyên bên cạnh, cho nên là không tránh khỏi những cái gian dối trong cái việc mà người ta khai thác. Trước phản ánh của nhân dân và các cơ quan báo chí về việc công ty Hồng Nguyên vi phạm quy định về khai thác cát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã yêu cầu lập đoàn kiểm tra. Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, với điều kiện khai thác mỏ cát tại thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, hiện nay chưa cần thiết phải bổ sung phương pháp bơm hút cát, vì theo kết quả đo đạc hiện trạng mỏ, diện tích mỏ ngập nước là 0,7 ha, phân bố từ Tây Nam kéo dài theo phương Đông Bắc về giữa mỏ, diện tích mỏ không ngập nước là 1,26 ha, vẫn tiếp tục khai thác bằng hình thức bốc xúc.